Chương 22. Ngày lễ ăn bánh không men, tức là lễ vượt qua đến gần. Các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm phương đặng giết Đức Chúa Giêsu vì họ sợ dân. Và quỷ Sa tăng ám vào Giuđa, gọi là Iscariot, là người trong số 12 sứ đồ. Nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội để đồng mưu dùng cách nào nộp ngài cho họ. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận với họ, bèn kiếm dịp tiện đặng nộp Đức Chúa Giêsu trong khi dân chúng không biết. Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ vượt qua. Đức Chúa Giêsu sai Phi-rơ và Giăng đi mà phán rằng: "Hãy đi dọn lễ vượt qua cho chúng ta ăn." Hai người thưa rằng: "Thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu?" Ngài đáp rằng: "Khi các ngươi vào thành, sẽ gặp một người mang vò nước, hãy theo người vào nhà và nói cùng chủ nhà rằng: Thầy phán cùng ngươi rằng, phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu. Chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng và cao, đồ đạc sẵn sàng, các ngươi hãy dọn ở đó." Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như ngài đã phán, bèn dọn lễ vượt qua. Đến giờ, ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với ngài. Ngài phán rằng: "Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ ấy được chọn trong nước Đức Chúa Trời." Ngài bèn cầm chén, tạ ơn, rồi phán rằng: "Hãy lấy cái này phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi." Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: "Này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta." Khi ăn xong, ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: "Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra." Và lại: "Này, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn này. Con người đi, theo như đều đã chỉ định, nhưng khốn cho người này phản ngài." Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình, ai là người sẽ làm điều đó? Môn đồ lại cãi lấy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nhưng ngài phán cùng môn đồ rằng: "Các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi, đừng làm như vậy. Song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như là kẻ hầu việc vậy. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Hỡi Simon, Simon này, quỷ Sa-tăng đã đòi sàng sẩy ngươi như lúa mì, song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình." Phi-e-rơ thưa rằng: "Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa đồng tù đồng chết." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta." Đoạn, ngài lại phán rằng: "Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không?" Môn đồ thưa rằng: "Không thiếu chi hết." Ngài phán rằng: "Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi, ai có bao cũng vậy, ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua. Vì ta giao cho các ngươi có lời chép rằng, ngài đã bị kể vào hàng kẻ giữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được chọn." Các sứ đồ thưa rằng: "Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây." Ngài phán rằng: "Ấy là đủ." Đoạn Đức Chúa Giêsu ra đi, lên núi Olive theo như thói quen, các môn đồ cùng đi theo ngài. Khi đã đến nơi đó, ngài phán cùng môn đồ rằng: "Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ." Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng lượng một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: "Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Dầu vậy, xin ý cha được nên,
chứ không theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ. Thấy đương ngủ mê vì buồn rầu, Ngài phán rằng, sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy, cầu nguyện, để cho khỏi xa vào sự cám dỗ. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến, tên Giuđa, một trong 12 sứ đồ đi trước hết, lại gần Đức Chúa Giêsu đặng hôn Ngài. Đức Chúa Giêsu hỏi rằng, hỡi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến, và nói rằng, thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng? Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng, hãy để cho họ đến thế. Ngài bèn giờ tai đầy tớ ấy, làm cho nó được lành. Đoạn Đức Chúa Giêsu phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt Ngài rằng, các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không tra tay bắt ta. Nhưng này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy. Bây giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhúm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đòi kia thấy Phi-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng, người này vốn cũng ở với người ấy. Song Phi-rơ chối Đức Chúa Giêsu, nói rằng, hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát, có người khác thấy Phi-rơ nói rằng, người cũng thuộc về bọn đó. Phi-rơ đáp rằng, hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng, thật người này cũng ở với Giêsu, vì người là dân Galilê. Nhưng Phi-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết người nói gì. Đương lúc Phi-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-rơ. Phi-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng, hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Và những kẻ canh Đức Chúa Giêsu nhạo báng và đánh Ngài, che mặt Ngài lại rồi nói rằng, hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi. Họ lại nhức móc Ngài nhiều lời khác nữa. Đến sáng ngày, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại rồi sai đem Đức Chúa Giêsu đến nơi tòa công luận. Họ hỏi Ngài rằng, nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng, nếu ta nói thì các ngươi không tin, nếu ta tra gạn các ngươi thì các ngươi không trả lời. Nhưng từ nay về sau, con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Ai nấy đều hỏi rằng, vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng, chính các ngươi nói ta là con Ngài. Họ bèn nói rằng, chúng ta nào có cần chứng cớ nữa làm chi? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi.